This video and song are dedicated to the Vietnamese badminton players and broader Vietnamese sports community. They serve to honor the sacrifices made by Vietnamese elders and families who have tirelessly supported their children's pursuits of success in their sporting endeavors. As a child, this Vietnamese girl held her racket tight. She knew her love for badminton was just right. Her grandpa's eyes gleamed with pride. He saw in her the talent he couldn't hide. The sound of the racket, the rhythm of the game, she made her name in the badminton scene today. Her dedication and her hard work have paved the way. 12 tuổi bị gia đình ngăn cấm theo nghiệp thể thao, Thùy Linh ngậm ngùi gác vợt trở về quê để trao tương lai của mình vào ước mơ của cha mẹ. Nỗi buồn phải từ bỏ niềm đam mê còn chưa nguôi, Thùy Linh lại phải đón nhận cú sốc lớn khi mẹ cô đột ngột qua đời. Đau buồn vì mất mẹ, nhưng Thùy Linh đã quyết định trở lại với niềm đam mê cầu lông vẫn luôn sục sôi trong huyết quản của cô. Dù biết là trái với ý nguyện của người mẹ đã khuất, và đây cũng chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh. She played with the shuttlecock, he helped her regroup. Her skills improved with every passing day. Her family supported her in every possible way. The sound of the racket, the rhythm of the game, she's made her name in the badminton scene today. Her dedication and her work have paved the way.
let's embrace sportsmanship and root for our Vietnamese athletes as they give it their all. Go Team Vietnam. You've got this.